cảm ơn các bạn đến với kênh YouTube của Cường Đà Lạt Vlog sáng hôm nay ngày 4 tháng 11 năm 2024 tại công ty Phát Tâm Thi Đình Tuệ ở tại Gia Lai. Chúng ta lại thấy bà con kéo về rất là đông, đông hơn ngày hôm qua rất là nhiều. Ngày hôm qua thì một số bà con sau khi thầy không có đi theo con đường bên này thì bà con đang buồn và đi về cũng rất nhiều, nhưng một số ở lại thì chiều hầu như được gặp thầy vào tại trong công ty để đánh lễ thầy, xếp hàng vào một lần từ 10 người. Thì sáng hôm nay người, cái lượng người đổ về còn đông hơn ngày hôm qua nữa. Chúng ta nhìn trên hình ảnh không, một cách khủng khiếp, và họ cũng xếp hàng bên này. Rồi lúc nãy thì cái đội bảo vệ cho thầy có thông báo với mọi người rằng là nếu xin bà con giữ trật tự, và nếu ngày mai, nếu sáng nay nhé mà thầy không đi cái hướng bên này mà đi hướng bên kia thì bà con cũng nên hoan hỷ và có thể kêu một số người sẽ được vô gặp thầy khi xếp hàng đàng hoàng. Chúng ta thấy cái lượng người như thế này thì nó còn đông gấp bội phần những cái lần ở Huế và ở Quảng Trị, Thừa Thiên. Cái sức hút của thầy vẫn mạnh liệt vô cùng, một con người chân trâu, chân chỉnh thì mọi người đều hoan hỷ. Cho dù ai có nói xấu hay là đánh phá thầy đi nữa thì bà con Phật tử họ vẫn yêu quý, kính mến thầy. Sáng nay bà con phải đến rất là sớm, có nhiều người họ đến lúc 2-3 giờ sáng họ đã xếp hàng tại con đường thầy đi khất thực. Thì mọi người đều mong mỏi được gặp thầy, và thêm một chỗ nữa là nếu mà không được gặp thầy, thầy không đi theo con đường bên này mà thầy còn được đi con đường bên kia thì bà con cũng có cách để nhìn thầy bằng cách là nhìn qua bên bờ sông của công ty và ngồi bên quán cà phê nắng nhìn qua và rung máy có thể thấy thầy, bởi vì thầy vẫn ngồi chỗ đó. Hôm qua thầy cho các Phật tử được thấy thầy rất là nhiều và mọi người đều xúc động. Một số Phật tử ngày hôm qua đã được gặp thầy, họ rất là hoan hỷ vui vẻ. Nói chung cái số lượng gặp thầy ngày hôm qua cũng nhiều lắm, rất là nhiều. Những con người mà họ quyết tâm để gặp thầy thì có duyên họ sẽ gặp, nên chúng ta tin tưởng là cho dù rằng có đông cỡ nào thì bản thân thầy thì thầy không sợ gì cả, nhưng những người lực lượng bảo vệ cho thầy họ cũng sợ là có những cái kẻ xấu trà trộn vào. Thì mấy hôm nay đã có kẻ xấu trà trộn vào rồi, nhưng vì lực lượng chức năng quá đông họ chưa tiếp cận được thầy. Nhưng vì là lượng người quá đông và cơ quan chức năng cũng hỗ trợ cho thầy rất là nhiều, có mấy anh áo xanh, áo vàng lên hỗ trợ cho thầy đi khắc phục, và chứng tỏ mọi người đều nhìn thấy rõ ràng là cái hành tu của thầy mà có thể để cho chính quyền giúp đỡ cho thầy như thế này, công ty giúp đỡ cho thầy và mọi người dân đều giúp đỡ cho thầy, thì bất cứ thế lực xấu nào đi nữa cũng không thể nào đánh phá được thầy. Nếu thầy tu theo đúng 13 hành đầu đà, thầy giữ giới và thầy nghiêm túc thực hiện cái pháp tu của mình thì không thể nào mà hại được thầy đâu. Nếu chỉ có muốn hại được thầy là khi thầy không còn tu theo 13 hành đầu đà nữa, không thực hiện đúng pháp tu nữa thì đó mới gọi là hại được thầy. Còn bây giờ hiện tại theo tâm nguyện của thầy thì không thể nào hại được thầy. Thì lượng người chúng ta nhìn thấy không? Và thêm một điều nữa là dù có chống phá thầy thế nào đi nữa mà thầy tu đúng 13 hành đầu đà thì trước sau gì thầy cũng phải được công nhận, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận. Hiện tại thầy đã được công nhận của lòng dân rồi. Ngày hôm qua chúng ta nếu lướt mạng TikTok hay Facebook, chúng ta thấy cái lượng người ủng hộ cho thầy mạnh một cách ghê hồn. Mọi người lên đấu tranh cho thầy, tuy rằng
họ biết rằng thầy không cần thiết cái chuyện đấu tranh. Họ lên mạng họ phản đối cái phát ngôn kia của chị Đại. Nhưng mà thầy có nghe đâu, thầy không quan tâm đến chuyện đó. Cho dù họ có nói xấu thầy thì thầy cũng không quan tâm, nhưng hôm qua họ lại nói xấu về công ty Phát Tâm Thiên Đình Tuệ và nói về anh Kim, thì bản thân những người đó họ sẽ có trách nhiệm, họ giải trình. Còn thầy không, hoàn toàn không có trách nhiệm giải trình. Nếu trường hợp mà công ty không tốt đẹp, thầy sẽ rời khỏi công ty. Đó là ước nguyện của thầy cũng như là cái cam kết của thầy. Hôm qua chúng ta thấy công ty Phát Tâm Thiên Đình Tuệ đã ra một thông báo gửi cho phòng 05, BC05 về những cái phát ngôn của chị này. Nhưng mà mới không phải là viết đơn kiện cáo mà mới cảnh báo mà thôi. Thì nếu mà còn tình trạng như thế này nữa, hoặc là còn lên mạng để mà rêu rao như thế này nữa, thì có thể là sẽ ăn đơn kiện. Mà khi công ty Phát Tâm đã phát đơn kiện thì rất là nguy hại. Và thêm một điều nữa là ảnh hưởng rất là nặng đến công ty. Như thông báo của công ty Phát Tâm Điện Thuệ là nếu một cá nhân nào, một tổ chức nào mà làm ảnh hưởng đến sự tu tập của thầy thì họ có quyền khởi kiện, không để cho những người nói xấu thầy mà ảnh hưởng đến việc tu tập của thầy. Và ngày hôm qua công ty Phát Tâm Thiên Đình Tuệ có thêm một cái thông báo nữa là không được quay những hình ảnh của thầy và của công ty Phát Tâm Thiên Đình Tuệ. Do vậy những YouTuber bây giờ chúng ta chỉ quay được vòng ngoài mà không thấy được hình ảnh của thầy đâu. Thầy đã đi rất thật rồi. Đây, thấy lực lượng chức năng họ ra họ giúp cho thầy tu tập thế không? Thầy sáng hôm nay thầy khất thực ba nhà và thầy đi theo cái hướng này, hướng chính này. Do vậy người dân đã được thấy thầy, đã được đánh lễ thầy, họ rất là vui mừng. Ngày hôm qua thầy cũng đi đường này, nhưng hôm nay thầy đi đường này, chúng ta thấy xa xa thầy nói của thầy không? Không chịu gần được. Và cơ quan chức năng họ đề nghị là mọi người tắt máy, nhưng họ đâu có. Bây giờ thầy đi rồi thì họ có thể quay, đi đâu có ảnh hưởng gì cả. Nếu ai lợi dụng hình ảnh thầy mà làm bôi nhỏ thầy và làm những việc xấu thì công ty sẽ khởi kiện và nhờ phòng an ninh mạng giúp cho công ty thanh lọc những cái thành phần xấu. Đấy, ngay chỗ cổng công ty chúng ta thấy không, thầy bóng dạng thầy rất là xa. Thầy đi đó, ngay chỗ cái cột cờ đó thầy đã khắc phục xong. Bây giờ thầy quay về lại công ty và mọi người đã đều được thấy thầy. Sáng hôm nay mọi người rất hoan hỷ, mọi người phía bên phải thì hoan hỷ, phía bên trái này họ rút kinh nghiệm của ngày hôm qua. Một số qua hướng bên kia đứng chờ thầy, nhưng hôm nay thầy lại đi bên này. Do vậy trái hay phải không quan trọng, chỉ cần đứng đó thì khi thầy đi thì chưa biết là thầy đi hướng nào, nên cứ an tâm. Nếu chúng ta có lòng thành và có duyên thì trước sau gì cũng gặp được thầy. Đấy, đó là tình hình ngày hôm nay là như vậy, sáng hôm nay là như vậy. Bây giờ thầy đi vào rồi, nhưng mọi người vẫn còn tràn tới, chúng ta còn muốn tới gặp thầy, tới gần thầy hơn nữa. Nhưng lực lượng chức năng đã chặn lại hết rồi, không cho tới nữa. Bây giờ như mình quay đây thì quay ở trên trời, nhưng ít khi mà thầy được rõ thầy lắm. Tình hình sáng hôm nay là như vậy. Còn chúng ta cũng an tâm là thầy vẫn bộ hành, thầy vẫn khất thực bình thường. Còn bộ hành thì chưa biết, với tình trạng này thì chưa thể nào bộ hành được đâu. Rồi mọi người đều được gặp thầy để đánh lễ. Do sự sắp xếp của công ty Phát Tâm Thiên Đình Tuệ, cái lượng người chúng ta nhìn
sân vận động giữa quận Huế nữa. Bây giờ nếu mà có cái sân vận động nào lớn á thì mọi người tới sân vận động đó rồi thầy đi ra tại sân vận động để đứng thầy nói chuyện với mọi người cho thỏa lòng mong ước của mọi người, như vậy thì tốt quá. Nhưng mà thầy lại không như vậy. Tu 13 hành đầu ra thầy không có đi giảng, thầy không thuyết pháp, ai hỏi gì thầy trả lời đó. Cách tu của thầy là khác như vậy, nên cũng có thể kiểm quyền cơ quan chức năng hoặc là công ty phát tâm định thiên về cũng có kế hoạch như vậy, nhưng chắc là thầy không đồng ý, bản thân thầy không đồng ý, vì đó không phải là pháp tu của thầy. Pháp tu của thầy là chỉ đi khất thực, đi gieo duyên. Một ngày thầy không đi khất thực, ngày 2/11 là thầy đã nhìn đó. Qua thêm ngày 13 lúc bảo thầy đi khất thực, thầy mới dùng để thọ thực. Chút nữa chúng ta sẽ thấy là bên kia khoảng cái phố núi nắm thì sẽ có rất nhiều người muốn thấy thầy thêm một lần nữa. Họ đi từ rất xa tới đây để được thấy thầy. Bây giờ họ đã thấy thầy rồi nhưng mà chưa thỏa lòng mong ước, họ sẽ tiếp tục họ đi thấy thầy nữa. Đây những cái Phật tử mà thấy thầy rồi, gương mặt ai cũng vui vẻ, hô hởi, phấn khởi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Bây giờ chúng ta tiếp tục xem một tí xíu phản ứng của người dân như thế nào. Họ vui mừng khi gặp thầy. Mấy ngày rồi, mấy ngày làm đồ chay mà không cúng được, ngày cuối cùng cũng được mừng quá, nhìn chị rất hạnh lắm luôn, đúng không?